Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Như các bạn thấy là cái hồ của mình, mấy con cá của mình đang bị chui rút vô trong một cái gốc của hồ. Thì cái bệnh này mình gọi là bệnh núp gốc. Thì rất là nhiều bạn đã hỏi mình cái bệnh núp gốc này chữa như thế nào. Thì hôm nay video này mình cũng sẽ giải đáp cái câu hỏi đó, và mình sẽ thực hành luôn đối với cái hồ này bị bệnh các bạn nha. Thì cái bệnh núp gốc này có nguy hiểm hay không? Bệnh núp gốc này cực kỳ nguy hiểm. Tại vì khi mà biểu hiện núp gốc này sau một thời gian khoảng một ngày thì con cá nó có tình trạng gọi là tóp cái đuôi lại, và sau đó nó có biểu hiện là nó bơi ngửa luôn, có nghĩa là nó chết đó các bạn. Thì bây giờ phải từ cái biểu hiện ban đầu là nó chỉ mới núp gốc như này thì chúng ta phải nhanh tay chúng ta làm chữa bệnh cho nó để cho nó khỏi bệnh các bạn nha. Thì theo như kinh nghiệm của mình, chữa cái bệnh này tỷ lệ khỏi bệnh khoảng 80%. Thì theo kinh nghiệm của mình, nếu như mà để đưa ra được cái nguyên nhân mà con cá nó bị núp gốc như thế này thì mình nghĩ là con cá nó đang bị stress các bạn. Con cá nó cũng giống như con người, nó cũng sẽ bị stress, nó cũng sẽ bị biếng ăn, nó cũng sẽ bị bệnh nhiều thứ. Thì trong trường hợp này nó bị stress, nó bị mệt mỏi, nó bị sụt giảm tinh thần, có thể là do nó thi nó rớt chẳng hạn, do nó làm bài không được, cũng như kiểu như là nó bị người yêu bỏ thất tình kiểu gì vậy. Nó hơi lan man tí, nhưng mà các bạn yêu thích mình, các bạn sẽ biết kênh của mình toàn là sầm lông vậy thôi. Nói chứ là cái cách chữa trị cho con này cũng khá là đơn giản. Việc đầu tiên chúng ta sẽ hạ nước xuống. Theo kinh nghiệm của mình, chỉ hạ nước xuống khoảng cỡ 2 phân đến 3 phân là đẹp, có thể là 5 phân nước cũng được. Và sau đó chúng ta sẽ đánh một loại thuốc này vô để mình đi lấy cái loại thuốc cho các bạn nha. Thì sau khi mà hạ nước xuống rồi, chúng ta sẽ đánh cái thuốc này vô. Cái thuốc này gọi là Super One các bạn nha. Đây, để mình kê rõ là cho các bạn xem. Thì cái thuốc này gọi là thuốc Super One. Nó là một loại thuốc có thể trị được rất là nhiều bệnh, giống như tetracycline. Nhưng mà cái loại thuốc này nó hay hơn tetracycline là nó sẽ không có bị làm đỏ nước, nó sẽ làm xanh nước, nhưng mà trong một thời gian ngắn là khoảng từ 1 ngày đến 2 ngày thì cái màu xanh nó sẽ tan đi, và nước các bạn hầu như là không có màu xanh nữa các bạn nha. Nên mình hay xài cái thuốc này. Xài cái thuốc này nó cũng hay phết. Thì nếu như mà cái hồ này hạ xuống khoảng còn 2-3 phân nước thì nó nằm đâu đó khoảng còn cỡ từ 3 đến 5 lít nước thôi chứ không nhiều. Và cái này trên nhà sản xuất của bên Thái người ta ghi là một giọt cho 2 lít nước. Nhưng mà các bạn sử dụng một giọt cho một lít nước thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra cái thuốc này hồi trước mình cũng đã có giới thiệu là cái thuốc này có nhiệm vụ là để dưỡng cá đi xa nè, rồi để trữ trùng chỉ cho sạch nè. Ngoài ra nó còn có thể trị lờ đờ cho cá nè, nó có thể trị stress cho cá nè, nó có thể trị cho túm đuôi cũng có nha các bạn nha. Thì cái thuốc này nó cũng khá hiệu quả. Ok, thì bây giờ mình sẽ rút nước cái hồ này ra và sau đó mình sẽ châm thuốc vô nha các bạn nha. Trong thời gian rút nước thì các bạn tận dụng, các bạn hút luôn một ít phân đáy ra cho nó để cái phần đáy nó sẽ sạch sẽ hơn các bạn nha. Để khi chữa bệnh thì chúng ta cái tỷ lệ chữa bệnh nó sẽ thành công hơn. Và nhiều bạn cũng có thắc mắc là có nên thay nước khi cá bị bệnh hay không. Thì mình xin phép nói luôn là thay nước các bạn nha. Nếu như các bạn trị trong vòng 3 ngày nó hết rồi thì các bạn sẽ thay nước nó đi, sẽ thay một phần nước đi để giúp cho con cá nó quen cái môi trường nước mới, nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Giờ chúng ta có nên bỏ muối hay không? Thì theo mình cái trường hợp này chúng ta có thể bỏ một ít muối cũng được, còn không bỏ muối thì cũng không sao. Chứ không cần phải nhất thiết là bệnh gì cũng phải bỏ muối các bạn. Và trong trường hợp này thì tuyệt đối là không cho ăn các bạn nha. Không cho ăn trong vòng khoảng 2-3 bữa. Con cá nó cũng sẽ không chết do nó đói đâu. Tại vì con cá bị màu này nó cũng khá khỏe trong cái việc mà nhịn đói. Nhưng mà khi mà chúng ta cho ăn thì con cá nó đang mệt, nó ăn vô thì nó sẽ phải cái bộ hệ tiêu hóa nó phải hoạt động tiếp, và nó sẽ khiến cho con cá dễ mệt và lừ đừ hơn. Đó là kinh nghiệm của bản thân mình, và chị đã thành công rất là nhiều bầy cá tình trạng như này. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm này. Rồi thì bây giờ mình đã hạ nước xuống rồi, các bạn cứ đo như thế này. Là mình thường đo là một lóng tay hoặc là một lóng rưỡi tay là ok. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ xịt thuốc vô theo liều lượng là một giọt trên một lít. Thì ở đây thì mình đoán nó đã nằm khoảng từ 2 đến 3 lít thì chúng ta cho từ 2 đến 3 giọt. Khi nhiễu cái thuốc này vô nó sẽ có một màu xanh rất là đậm đà đó, thấy không? Rồi.
đó, một màu xanh rất là đậm đà. Thì chút xíu thì tráo nó sẽ tự động nó quẩy rồi cái thuốc này nó sẽ tan ra. Đây bây giờ mình sẽ phụ nó luôn. À, mình quậy cho cái thuốc này nó tan ra các bạn nha. Trong thời gian này là tuyệt đối là không cho ăn, không cho uống, không cho ỉa đá gì hết nha các bạn nha. Nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn đem vô một cái góc tối, các bạn đậy nắp lại luôn. Các bạn để im đó, không cần làm gì hết, để im đó là tự động vài bữa khi mà thấy con cá nó hết nắp góc nó sẽ bơi lại tự do. Nó sẽ không có còn lờ đờ mệt mỏi nữa thì chúng ta chăm nước thêm để chúng ta nuôi cá tiếp tục rất là ok. Nếu như các bạn không sử dụng bước này thì con cá của bạn mình nghĩ là nó sẽ chết hết bầy là chuyện đương nhiên các bạn nha. Ok, vừa rồi mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật nhỏ là trị bệnh núp gốc cho con cá bảy màu. Thì chúng ta sẽ sử dụng Super One. Nếu như bạn nào không có Super One, các bạn cũng có thể sử dụng là tetraxylin viên con nhộng các bạn nha. Nhưng mà cái tetraxylin viên con nhộng nó sẽ hiệu quả, nó có khi có khi không. Còn cái thuốc này thì mình thấy rất là ok hơn so với tetraxylin. Nhưng mà cái tetraxylin thì mua ở tiệm thuốc tây nó dễ hơn mua cái thuốc này. Nếu như các bạn nào cần mua thuốc này thì liên hệ ngay Nguyễn Phát để mua cái thuốc này về trị bệnh cho cá, cũng như là đóng cá đi sao, cũng như là dưỡng trùng, cũng như là trị nhiều bệnh cho cá vậy nào các bạn nha. Thì ok, để kết thúc video này thì mình cũng sẽ xin giới thiệu một cái kênh mới của Nguyễn Phát là cái kênh BT Guppy Farm. Cái kênh BT Guppy Farm này thì các bạn có thể là các bạn lên trên YouTube các bạn search BT Guppy Farm là nó sẽ hiện ra luôn các bạn nha. Thì cái kênh này để làm cái gì? Để mình sẽ nói tiếp cái kênh này để làm cái gì. Trong thời gian sắp tới, cái kênh Nguyễn Phát của mình sẽ quay nhiều thể loại video về các loại động vật khác hơn. Là mình sẽ muốn hướng tới một cái nữa là cái nút vàng của YouTube. Nhưng mà nếu như nút vàng của YouTube mà cứ quay cá bảy màu không thì hầu như là nó sẽ không đạt được thành công đó. Thì nếu như các bạn ủng hộ mình sau này mình sẽ nuôi con này con kia con nọ, và mình sẽ quay quá trình nuôi nó cho các bạn xem, cũng như là mình sẽ đi tham quan nhiều thứ hơn để cho các bạn xem. Mình sẽ mở rộng cái kênh mình ra về cá cảnh, nói chung là vẫn về cá cảnh, đa số vẫn về cá cảnh nha các bạn nha. Nhưng mà mở rộng cái kênh mình ra để mình có thể là đạt được ước mơ là nút vàng. Còn mình làm cái kênh phụ này là cái kênh BT Guppy Farm để cho những cái bạn nào yêu thích cá bảy màu, hoặc là những cái bạn muốn mua cá bảy màu thì các bạn vô đây các bạn xem mẫu, các bạn lựa chọn, các bạn mua. Nói chung là mình vẫn là bán cá bảy màu, mình vẫn chơi cá bảy màu là gọi là 70-80%, chứ không phải gọi là mình bỏ cái bảy màu các bạn nha. Nhưng mà dạo này các bạn thấy kênh mình có nhiều con cá sấu á, là do cái con cá sấu á, cái lượt view của cái người mới á, nó tốt hơn, và cái số lượng tiền kiếm từ YouTube nó cũng nhiều hơn. Nên mình xin phép các bạn bên cá bảy màu, thì các bạn có thể yêu thích cá bảy màu, các bạn qua đây các bạn ủng hộ cái đăng ký, ủng hộ cái kênh của Nguyễn Phát các bạn nha. Các bạn cứ search là BT Guppy Farm, B phở rồi T Guppy, Guppy là cá bảy màu, Farm là chúng ta có thể là tiếp tục cuộc chơi nha các bạn nha. Rồi nếu như các bạn muốn review cái gì hay các bạn muốn cái mình nuôi cái gì, các bạn có thể comment bên dưới video này để mình gọi là mình để gọi là mình có thể là mình làm video đó các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.